Chào mừng tất cả các cô chú đã đến với bài tập ngày thứ 7 trong chuỗi hành trình yoga dành cho những người trên 50 tuổi. Và dĩ nhiên nếu mà ngày hôm nay là ngày lần đầu tiên cô chú nhìn thấy video này thì có thể tạm thời dừng video và bắt đầu với bài tập ngày số 1 tập luyện theo trình tự để đạt kết quả nhiều nhất được không ạ? Và chủ đề bài tập ngày thứ 7 ngày hôm nay sẽ là một chuỗi động tác yoga khá là quen thuộc, đó là bài chào mặt trời trong yoga. Một chuỗi bài tập rất là đơn giản nhưng mà kích hoạt vào toàn bộ cơ quan trong cơ thể chúng ta, giúp cơ thể chúng ta trẻ hơn, khỏe hơn và mạnh mẽ hơn. Và ngay bây giờ cô chú hãy đứng lên và bắt đầu cùng tập luyện cùng với Kiba nhé. Rồi chúng ta hãy đứng lên nào. Đứng lên với hai bàn chân song song, cách rộng bằng vai. Giữ lưng thẳng. Bắt đầu nào. Hít vào với hai tay đan phía trước mặt. Thở ra, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Đẩy ngược lên để kéo giãn toàn bộ cột sống. Hít vào chùng tay lại, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng, đẩy ngược lên. Hít vào buông tay, hai tay vươn lên. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra, kéo khuỷu tay vào sau đầu. Hít vào buông tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra, kéo khuỷu tay phải vào sau đầu. Hít vào, hạ tay xuống, tay phải lại vươn lên, kiễng chân trái lên. Đẩy ngược lên. Thở ra, nghiêng người sang bên trái, kéo giãn toàn bộ sườn bên phải. Hít vào, nâng lên, tay trái vươn lên, kiễng chân phải lên, hạ tay phải xuống. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Nào, xoay đầu nhìn lên trên. Nâng lên. Chúng ta lặp lại nào. Hít vào, hai tay đan trước mặt. Thở, vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào, chùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng, đẩy ngược lên. Hít vào buông tay, hai tay vươn. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra, kéo tay vào sau đầu. Hít vào buông tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải nào. Thở ra, đẩy ngược lên. Hít vào, hạ tay xuống. Nào, kiễng chân trái lên, vươn tay phải lên. Thở, nghiêng bên trái. Hít vào, nâng lên. Tay trái vươn, kiễng chân bên phải lên. Thở, nghiêng người sang bên phải, xoay đầu nhìn lên trên. Nâng lên, một vòng nữa. Hít vào, hai tay đan trước mặt. Là tay đan trước mặt. Thở, vươn, lật ngửa lòng bàn tay. Hít vào chùng tay, hai tay đan lại sau lưng, là tay đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng. Hít vào, hai tay vươn lên. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra, kéo tay sau đầu. Hít vào, buông tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra, đẩy ngược lên. Hít vào, hạ tay xuống. Tay bên phải vươn lên nào, kiễng chân trái lên. Thở, nghiêng người sang bên trái, xoay đầu nhìn lên trên. Hít vào, nâng lên, tay trái vươn, kiễng chân bên phải lên. Thở, nghiêng người sang bên phải, kéo giãn toàn bộ sườn bên trái. Nâng lên, hạ tay xuống nào. Hai tay chúng ta chống vào hông, xoay đầu nhé. Giữ nguyên, hít vào. Thở, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại.
Thở ra, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại. Thở, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Từ từ xoay đầu lại, từ từ xoay đầu lại. Chúng ta sẽ bước về phía đầu thảm và thực hiện chuỗi yoga chào mặt trời. Nào, bước về phía đầu thảm, hãy bước cách thảm tầm khoảng hơn một gang tay. Hai bàn chân chúng ta song song với nhau, có thể gần sát nhau cũng được, đúng không ạ? Hai tay chắp lại, ngón tay cao ngang với cằm, bàn tay cách xa ngược ra tầm một gang. Thả lỏng hai vai, để cánh chúng tay chúng ta hơi chéo xuống, chứ đừng lấy cao lên, để cánh tay nó ngang như thế này, nó làm sâu vai của mình nhé. Thả lỏng vai xuống một chút. Bắt đầu nào. Hít vào, hạ tay xuống, hai tay dang ngang, vươn lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, vươn dài người về phía trước, gập người xuống, tay chạm vào bắp chân, trượt tay xuống cổ chân và vươn dài cột sống lưng. Hít vào, buông tay ra khỏi chân. Bây giờ chúng ta thả lỏng người, có thể cuộn tròn lưng. Thở ra, hay với ngón tay về phía chân hoặc cổ chân và tiếp tục lại vươn dài cột sống lưng, mang tay cách xa vai ra. Hít vào, chùng hai gối, chống hai tay xuống thảm, bước lùi xa chân phải về phía sau. Hạ gối chân phải xuống, duỗi mũi bàn chân. Thở ra, chúng ta nâng người lên. Bây giờ sẽ cảm thấy căng hết phần mặt đùi chân phải. Hít vào, vươn thẳng hai tay về phía trước, hơi nén thở, gồng nhẹ cơ bụng và vươn tay vượt qua đầu về phía sau. Hạ tay xuống, thở ra, chống hai tay xuống thảm, hai ngón trỏ song song với nhau, gồng chắc bàn tay. Hít vào, dựng bàn chân phải đằng sau lên, nâng gối phải đằng sau lên, rút chân trái về phía sau, giống động tác chống đẩy, gồng chắc cơ bụng. Từ từ gồng chắc cánh tay và hạ xuống, giống như chống đẩy, nằm xuống, thở ra. Duỗi thẳng hai mũi chân, giữ nguyên, hít vào đầy một hơi, cứ thế con rắn. Hơi gồng nhẹ cơ bụng, nâng phần thân trên lên, đẩy lồng ngực về phía trước, chúng ta hơi trùng nhẹ khuỷu tay, tập trung đẩy lồng ngực về phía trước nhé, nhấc cao cổ lên, gập đầu lại, siết dựng bàn chân, siết cơ bụng, nâng mông lên và đẩy cao mông lên, thở ra với tư thế chó duỗi mình, hay gọi chữ V ngược, kiễng cao, đẩy cao mông lên, hít vào. Bây giờ bước bàn chân phải lên và giữa hai bàn tay. Hạ gối trái xuống, duỗi mũi chân trái. Thở ra, chúng ta nâng người lên. Đầu gối chân phải hướng thẳng về trước nhé. Hít vào, hai tay vươn về trước. Nén thở, gồng cơ bụng, vươn hai tay vượt qua đầu về sau. Hạ tay xuống. Thở ra, dựng bàn chân trái lên. Hít vào, bước chân trái lên gần chân phải. Rút cao tay lên đầu gối, vươn thẳng cột sống lưng. Thở ra, tùy độ dẻo mỗi người chúng ta trượt tay xuống và gập sâu xuống. Nào điều chỉnh lưng nhé, lưng vươn thẳng. Hít vào, bây giờ lại buông lỏng hai tay. Hơi cuộn tròn lưng lại, mềm người ra. Thở ra, với tay về phía cổ chân và vươn thẳng cột sống lưng, tiếp tục vươn một lần nữa. Hít vào, đứng lên, đứng lên, hai tay dang ngang vươn lên, lòng bàn tay hướng vào nhau.
Hở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm. Thả lỏng hai vai. Hít thở đều. Chúng ta lặp lại. Hít vào, hạ tay xuống. Hai tay dang ngang vươn lên. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Hở ra, vươn dài lưng về phía trước. Trượt tay xuống gần phía cổ chân. Ai dẻo hơn có thể gập sâu xuống nhiều hơn, nhưng lưng phải thật thẳng. Hít vào, buông tay ra khỏi chân. Thả lỏng mềm người. Hở ra, chúng ta lại với tay về phía cổ chân. Lần này chỉ chạm ngón tay thôi. Và vươn dài cột sống lưng. Ai làm tốt hơn thì chạm vào ngón chân. Hít vào, chùm gối, chống hai tay, vẫn chân phải nhé mọi người, cho dễ nhớ. Bước lùi chân phải về phía sau. Hạ gối phải xuống, duỗi mũi bàn chân. Thở ra, ai đau gối chúng ta thể kê cái khăn ở dưới gối nhé. Nâng người lên. Hít vào, hai tay vươn về trước, cảm giác giãn mềm phần đùi đấy. Nén thở, vươn hai tay về sau, vượt qua đầu. Hạ tay xuống, thở ra. Dựng bàn chân phải lên. Hít vào, chúng ta rút chân trái về phía sau, gồng chắc cánh tay, gồng cơ bụng. Nào giống như chống đẩy, từ từ chung tay, từ từ nằm xuống. Thở ra. Giữ mũi chân, ngón tay chỉnh lại, cao ngang với nách, khép kiểu tay lại. Giữ nguyên, hít vào. Nén hở gồng cơ bụng, đẩy lên, đẩy ngực lên, nhấc cao cổ lên. Dựng lại bàn chân, gập đầu lại, siết cơ bụng. Nâng mông, đẩy cao mông lên. Thở ra, tư thế chó duỗi mình hay còn gọi là chữ V ngược. Đẩy cao mông lên, ai đau chân thì kiễng chân lên cũng được nha. Hít vào, bước chân bên phải lên. Ở giữa hai bàn tay. Hạ gối trái xuống, duỗi mũi bàn chân. Thở ra. Thở ra. Hít vào, hai tay vươn về phía trước. Nén thở. Vượt tay qua đầu, đẩy ngực lên. Hạ tay xuống. Thở ra. Dựng bàn chân trái lên. Bước lên. Hít vào, bước chân trái lên, chụm sát vào chân bên phải. Rút cao tay lên đầu gối, vươn dài cột sống lưng. Thở ra, trượt tay sâu xuống và gập người xuống. Hít vào, buông tay ra khỏi chân. Thả lỏng mềm toàn bộ cơ thể. Thở ra, lại với tay về phía cổ chân hoặc ngón chân, nhưng vươn lại dài cột sống lưng. Hít vào, đứng lên, đứng lên. Hai tay dang ngang, vươn lên. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm. Bàn tay cách xa ngực tầm một gang. Thả lỏng vai. Chúng ta thêm một lần nữa. Hít vào, hạ tay xuống. Nào, hạ tay xuống. Hai tay dang ngang, vươn lên. Cánh tay song song. Hở, vươn về phía trước. Gập sâu người xuống. Mỗi lần gập nhiều hơn nhé. Hít vào, buông tay ra khỏi chân. Thả lỏng cả các ngón tay. Thở ra, chạm tay ngang ngón chân nếu có thể. Vươn thẳng cột sống lưng, ai cứng hơn thì chạm tay vào cổ chân. Hít vào, chùm gối, chống tay xuống, vẫn chân phải nhé, bước lùi chân bên phải. Hạ gối, duỗi mũi bàn chân. Thở ra. Hít vào, hai tay vươn về phía trước.
nén thở, vươn tay vượt qua đầu. Hạ tay xuống, thở ra. Dựng bàn chân phải lên. Hít vào gồng chắc bàn tay. Rút chân trái về phía sau. Chúng ta trụ lực là siết cả cơ bụng lại. Từ từ gồng tay hạ xuống chậm. Nằm xuống thở. Dưới mũi chân, hít vào. Nén thở gồng cơ bụng. Đẩy lên con rắn. Đẩy căng lồng ngực về phía trước. Hơi trùng kiểu tay xuống nào. Hơi trùng kiểu tay xuống. Gật đầu lại, dựng bàn chân, siết cơ bụng lại. Nâng cao mông lên. Thở ra, rút cao mông lên. Duỗi thẳng cánh tay. Hít vào, lấy bước chân bên phải và giữa hai bàn tay. Hạ gối trái xuống, duỗi mũi bàn chân. Thở ra. Hít vào, hai tay vươn về phía trước. Căng tay ra, nén thở hơi gồng nhẹ cơ bụng rồi mới vươn tay vượt qua đầu. Cảm giác căng hết mặt đùi ấy. Hạ tay xuống, thở ra. Động tác uốn ngửa chúng ta thường sẽ hơi nén thở để an toàn cho lưng. Hít vào, dựng bàn chân trái, bước lên gần chân bên phải. Rút tay lên gối. Nào, duỗi thẳng cột sống lưng đã. Thở ra, trượt tay xuống, gập xuống. Hít vào, buông tay ra khỏi chân. Thả lỏng tay. Thở ra, lại vươn dài lại cột sống lưng. Nằm mang tay và vai cách xa nhau nhé. Hít vào, đứng lên. Hai tay ra ngang, vươn lên. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Giữ nguyên, hít thở sâu. Hít thở sâu. Thả lỏng vai. Thả lỏng cổ. Tiếp tục, hít vào, hạ tay xuống. Hai tay ra ngang, vươn lên. Cánh tay song song. Thở ra, vươn dài về phía trước. Gập người xuống. Hít vào, buông tay ra khỏi chân. Thả lỏng mềm toàn bộ khớp vai, cánh tay, ngón tay. Thở ra, chạm tay xuống thảm hoặc cổ chân. Nào, vươn thẳng lại cột sống lưng. Hít vào, trùng cả hai gối. Bình tĩnh nha. Chống tay xuống. Bước lùi cả hai chân về phía sau, tư thế tấm ván. Gồng mạnh cơ bụng và cánh tay. Từ 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 nằm xuống. Thở ra. Giữa hai mũi chân, khép nách lại. Là ngón tay chúng ta ngang với nách. Giữ nguyên, hít vào. Nén thở gồng cơ bụng. Đẩy lên con rắn. Đẩy lồng ngực về trước, nhấc cao cổ lên. Gập đầu lại, dựng bàn chân. Siết cơ bụng lại. Rồi nâng cao mông lên. Thở ra, tư thế chó dưới mình. Với hai bàn chân song song. Duỗi thẳng cánh tay. Giữ nguyên ở đây và hít thở sâu một vài hơi. Ai đau chân chúng ta có thể hơi trùng nhẹ đầu gối. Hoặc hơi kiễng gót chân lên một chút cho dễ thực hiện. Rồi hít vào một hơi, hạ hai gối xuống thảm. Hạ hai gối xuống thảm, tách rộng gối ra. Thở ra, bàn chân chạm vào nhau và chúng ta vươn dài hai tay về trước, ngồi xuống. Tư thế đưa bé. Chạm trán xuống thảm và hít thở đều. Rồi từ từ chúng ta ngồi dậy nào. Từ từ ngồi dậy. Nghiêng sang một bên và duỗi hai chân về phía trước. Duỗi hai chân về phía trước.
Lắc chân chút, lắc chân chút. Nào, co bàn chân lại, co bàn chân lại. Giữ lưng thẳng. Hít vào giữ lưng thẳng. Hai tay giữ lấy cổ chân hoặc ngón chân. Thở ra, chúng ta giữ nguyên, tư thế căng duỗi. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Nhưng ai không duỗi được thẳng lưng giống như kim ba thì chúng ta sẽ lùi tay lại hoặc sử dụng một sợi dây tập yoga để làm sao ưu tiên lưng thẳng. Mỗi lần thở ra, chúng ta cảm giác chúng ta nhấc cao cái cổ lên. Nhấc cao cái cổ lên thì nó sẽ kéo giãn cả vùng thắt lưng nữa. Và nếu chúng ta đã thẳng lưng rồi thì có thể căng thêm bằng cách cứ thở ra thì lại gập xuống một chút. Mỗi ngày vươn dài một chút. Gập rồi xong thi thoảng lại vươn dài lưng. Chứ nếu mà cứ gập liên tục chúng ta quên thì cái phần lưng có thể bị cuộn cong lại. Nguyên tắc của chúng ta là vươn dài về trước nhé. Vươn dài về trước. Rồi từ từ buông tay ra. Lắc nhẹ chân cái. Lắc nhẹ. Lắc nhẹ chân. Giữ nguyên chân bên trái, co chân bên phải, xoay ngang người sang. Bàn chân trái dựng lên, chỉnh lưng thẳng. Hít vào tay bên phải vươn. Thở ra nghiêng sang bên trái. Xoay đầu nhìn lên trên. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Đẩy ngực lên. Mỗi lần thở chúng ta vươn xa hơn một chút. Thả lỏng trán. Thả lỏng khuôn mặt. Và từ từ nâng lên. Đầu chân nào, chân trái co, chân phải ra ngang. Bàn chân phải dựng lên nhé, bàn chân phải dựng lên. Hít vào tay trái vươn, đẩy ngực lên. Hở nghiêng sang bên phải. Hít thở chậm. Nào, hít thở chậm. Mỗi lần thở chúng ta vươn dài hơn chút. Hoặc là hơi xoay ngửa lên trên. Rồi từ từ nâng người lên. Lại ngồi khoanh hai chân. Khoanh hai chân. Giữ lưng thẳng. Khoanh hai chân giữ lưng thẳng. Hít vào hai tay lại đan trước mặt. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay. Chú ý đừng để bắp tay áp sát vào mang tay. Kẹp chặt như thế này nhé. Nó thành bó cơ vai. Thả lỏng ra chút. Đúng rồi. Giữ nguyên hít vào. Đẩy khuỷu tay sang hai bên. Đưa bàn tay vào sau đầu. Ép sát vào thân. Thở ra hạ tay xuống. Hít vào, hai tay lại đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy căng ngực về phía trước. Đẩy bàn tay ra xa khỏi lưng, nâng cằm lên. Từ từ buông tay, từ từ buông tay. Hít vào tay trái, giữ đầu gối chân phải. Tay phải vươn lên. Thở nghiêng người sang bên trái. Xoay nhịp lên trên. Hít vào nâng lên. Tay phải giữ gối trái. Tay trái vươn lên. Đẩy ngược lên. Hở nghiêng sang bên phải. Xoay đầu nhìn lên trên. Hít vào nâng lên. Hai tay dang ngang tư thế vặn mình. Xoay người sang bên trái, bàn tay phải giữ đầu gối chân trái. Tay trái chống về phía sau, cách mông một gang. Nâng cao ngược lên. Hở, xoay vặn về phía sau. Hít vào,
hai tay dang ngang. Thở ra, xoay vặn người sang bên phải, đẩy ngược lên nhìn về sau. Hít vào, xoay lại, hai tay vươn lên. Thở ra, hai tay chắp lại, kẻ ngón tay từ phía trán về phía tim và nở một nụ cười. Và thật tuyệt vời, chúng ta đã hoàn thành trong bài tập ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là tròn sự hoàn thành trong 7 ngày luyện tập vừa qua. Thì bà tin chắc rằng trong 7 ngày vừa qua thì cô chú cũng có sự cải thiện rất là nhiều, các sức khỏe, tinh thần và cả niềm vui của mình nữa, đúng không ạ? Thông qua luyện tập thì chúng ta thay đổi trạng thái thân thể, thay đổi cả hơi thở của mình. Và thông qua luyện tập thì chúng ta tập trung vào những điều tích cực hơn, vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Và thông qua những cái comment của cô chú trong suốt 7 ngày vừa qua thì đấy là những comment vô cùng tích cực, đúng không ạ? Các con comment thổi động lực cho nhau thì làm cho cảm xúc chúng ta được nâng lên, và từ đó sức khỏe chúng ta thay đổi nhiều hơn. Đó là cái nghệ thuật trong việc là thông qua các cái yếu tố để ảnh hưởng đến cảm xúc, và từ cảm xúc ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần chúng ta. Thì cái bà chúc cho cô chú ngày càng khỏe hơn, vui hơn và có nhiều niềm vui hơn trong công việc. Và nhớ là trong ngày hôm nay cô chú vẫn sẽ comment là gì nhỉ? Ngày mình hoàn thành này, thành phố Bình Giang sinh sống, và kết quả luyện tập trong 7 ngày vừa qua có điều gì thú vị, có điều gì hay, sức khỏe thay đổi ra sao, các cô chú hãy comment ngay bên dưới. Và quay trở lại, kết thúc bài tập ngày hôm nay, hãy quay trở lại với bài tập 1, tập đi tập lại, tập đi tập lại, tạo thành một cái thói quen thường xuyên hàng ngày để nâng cao sức khỏe một cách tổng thể hơn. Và cuối cùng là Kim Ba có một cái điều muốn nhờ vả cô chú, gọi là nhờ vả thật, đó là để mà sức khỏe chúng ta trở lên khỏe hơn thì chúng ta cần lan rộng cái niềm vui này đến những người xung quanh. Như vậy thì nếu cô chú biết ai người xung quanh thì mỗi người chỉ cần gửi cái đường link video bài tập này thôi đến 1 đến 2 người bạn của mình, thì hàng trăm người đang luyện tập tiếp tục lan tỏa và hàng nghìn người sẽ được thay đổi sức khỏe. Vì cái bài biết rằng rất nhiều cô chú lớn tuổi nhưng đôi khi rất là đau, rất là mệt, sức khỏe rất là yếu, nhưng mà không biết cách làm thế nào để có thể cải thiện sức khỏe họ tốt hơn. Và cái bài tập này thì hoàn toàn miễn phí, nên cô chú chỉ cần đơn giản là gửi cho một vài người bạn, họ tập hay không tập đến việc họ, nhưng cứ gửi đi nhá. Mỗi người đến cái bài số 7 này hãy nhắn tin đường link, sau đó thì gửi qua Facebook, gửi qua Zalo, gửi qua đâu đó: bạn ơi, tôi đã tập bài tập này rất là khỏe, tập cùng tôi nhé. Chúng ta gọi là gieo lên những cái hạt mầm để cho những người xung quanh được được nhận cái món quà tuyệt vời này, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng bài tập của mình xây dựng nó lan tỏa càng nhiều người càng tốt. Chúng ta gieo ra những cái quả và nó sẽ tích lại cho chúng ta những cái gọi là cái những người bạn, những mối quan hệ tốt sau này. Và hẹn gặp lại cô chú sẽ vào bài tập ngày số 1 trong vòng lặp tiếp theo. Và bây giờ các bạn xin chào.